Người nào mà thích ăn hải sản, đặc biệt là con hàu đó, thì làm ơn cho tôi hỏi là tại sao một lần mình ăn cả 5 con hàu, thậm chí rất là nhiều con luôn nha, nhưng đến khi đem về chỉ có một con hàu mà ta cố gắng ăn 5 lần vẫn không nổi, là sao? Ha 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 ha!